thầy giáo Minh đang giảng bài này. Đọc cái gì cho học học sinh nghe đi cu ơi. Mày là giáo viên không mày trẻ học sinh đấy là vui đó. Thành niên bất cần. Con nhà đất và một thằng tiền đề đánh giày. Ủa anh chết không mạnh thế rồi. Chúng ta tao đánh không? Ai cũng có cả lời như thế này. Giáo viên vô thuốc hả?